chiếc này 70 nha, 70 Thái. Bên đây thì 93 nè các bạn. Đây 93 nè. Cái miếng đất này đang cắt là cái miếng đất lung nữa nha. Rất là lầy luôn á. Chuột quá vậy, chuột kéo lúa phía trên chạy kìa các bạn ơi, rất là giọt luôn ha. Đấy, xong hai lối ở trên máy cắt 93 xuống cái lùng này cắt luôn nha các bạn. Đó là 70 đầu trên đó. Sau đây xuống lung luôn các bạn ơi. Đây, cắt được mấy phía rừng tràm luôn nha. Ở đây còn ngách lúa nó mới xong nha các bạn. Rồi, còn bên đây 70 đang cắt lên nè. Wow, chụp cả. Đâu rồi con cục ơi. Đó. Đấy, 93 lội vô vườn luôn rồi các bạn ơi. Cắt ra tới giờ lùi như thế này rất là lâu ha. Lội ngập xích rồi. Bye.
quay lại sát cái nữa nè. Lúc này lúa xanh giòn luôn các bạn. Trên kia đang thả dạt xuống rồi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Wow, được mẫu quá. Ê. Rồi cắt chung luôn rồi các bạn ơi. Cắt chung này. Chung với 70 luôn rồi. Quá trình đông luôn ha. Và lên tới đầu trên ha các bạn. Rồi sang lúa hoài các bạn ơi. Quá lẻ. Sang lẻ dưới ta.